Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel Hồ Cá Phát của mình nha. Và hôm nay mình sắp đến Tết rồi, mình sale một số dòng cá red, core red nha các bạn. Những dòng core red nè, chơi Tết đỏ lừ đỏ như như ớt luôn. Đó, bây giờ mình sale hết tất cả, số lượng cá cũng còn nhiều nha các bạn. Mình sale hết cá luôn, cũng nhiều bầy lắm. Và sale với giá là một cặp là 20k luôn nha các bạn. Đó, một cặp 20k luôn. Core red đỏ tươi luôn, một cặp 20k cho các bạn chơi Tết thoải mái luôn. Một cặp chỉ có 20k. Rồi ship từ 5 cặp đến 10 cặp nha các bạn. Ship lẻ từ 5 cặp đến 10 cặp cho các bạn luôn. Số lượng cũng còn nhiều nha các bạn. Từ 5 cặp tới 10 cặp. Đó, mình quay giống cá cho mình coi. Cho các bạn coi coi red nha các bạn, chơi Tết rất là đẹp luôn, đỏ lừ luôn, đỏ như ớt luôn nha các bạn. Coi red. Oh, mẹ về thử đây, nó bu lại ăn nè. À, và cá này mình thì mình các bạn cũng hiện tại thì mình cũng cho ăn cá bình thường nha các bạn, cắm viên bình thường thôi. Hiện tại cá này mình chỉ cho ăn cắm viên bình thường thôi. Các bạn về nhà cứ cho ăn cá mà nó khỏe mạnh bình thường thôi nha các bạn. Và hàng cá thì mình nhận cọc chuyển khoản hoặc là chuyển khoản hết rồi mình mới ship cá nha các bạn. Rồi các bạn cứ nhận cá thì cứ trả tiền phí ship nữa lời là ok. Rồi còn cái trường hợp mà các bạn mà khi mà lấy cá về mà trục trặc cá có bị như thế nào thì mình sẽ giải quyết lại những chú cá mà hư hao, thì cái đó là trường hợp mình ví dụ cho các bạn biết thôi, chứ thực chất da cá là bao ship tới nơi là cá vẫn bao khỏe mạnh bình thường nha các bạn, cá vẫn bao khỏe mạnh khi các bạn nhận hàng luôn. Đó, đây là góc nuôi cá của mình, thì ngoài làm suối thác thì đây vẫn là cái góc nuôi cá của mình nha. Và hiện tại là mình chỉ là sale dòng cá coi red này nha, cho các bạn anh em chơi Tết. Một cặp chỉ có 20k nha các bạn. Đó, ship từ 5 cặp đến 10 cặp cho các anh em chơi luôn. Rồi thì cũng còn những dòng khác nhưng mà ồ, đây full gold. Đó, đây là full gold nha các bạn. Đó, full gold đi bông. Rồi. Rồi các bạn anh em nào mà có mê coi red này thì nhanh tay đặt hàng mình với số điện thoại trên màn hình nha các bạn, là Zalo 0902 479 270. Rồi mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình nha, và hãy nhanh tay đặt những chú cá mình sale cho các bạn chơi dịp Tết nha, coi red là đỏ lừ luôn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.